Ngày 22 tháng 7, Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thành phố Sông Công tổ chức hội nghị vận động thuyết phục đối thoại đối với các ông bà Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Tấn, Khuất Thị Lan Hoa, Nguyễn Kim Cúc, Phạm Văn Thái có đất tài sản thuộc phạm vi thu hồi thực hiện dự án khu đô thị tổ dân phố 9 phường Mỏ Chè. Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phó Ban thường trực Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc thành phố, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các cơ quan đơn vị liên quan của thành phố, phường Mỏ Chè và đại diện tổ dân phố 9 phường Thắng Lợi. Tại hội nghị, sau khi nghe các hộ gia đình có ý kiến, các cơ quan chuyên môn của thành phố đã có những trao đổi trả lời cụ thể. Theo đó, thực hiện nghị quyết số 77 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố về dự án khu đô thị tổ dân phố 9 phường Mỏ Chè, Ban quản lý dự án đã tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và các cơ quan tổ chức từ bước lập nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, công bố công khai đồ án theo quy định hiện hành. Về đồ án quy hoạch được duyệt trải qua các bước theo quy định, xin ý kiến tham gia của nhân dân, của các cơ quan tổ chức, phòng ban ngành của thành phố và sở xây dựng làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch. Khu đô thị tổ dân phố 9 là dự án phát triển kinh tế xã hội do nhà nước thu hồi đất nên không có sự thỏa thuận giữa người dân và chủ đầu tư, phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Đại diện phường Mỏ Chè đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến của nhân dân để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét trả lời nhân dân theo quy định. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo tổ dân phố, lãnh đạo địa phương rút kinh nghiệm trong công tác tác nghiệp, hồ sơ, giấy tờ gửi đến nhân dân và đề nghị các gia đình đồng thuận ủng hộ để dự án được triển khai thực hiện. Sau khi trao đổi thảo luận, vận động, các hộ gia đình đã đồng ý kê khai kiểm đếm đất và tài sản. Các hộ đề nghị được kê khai vào ngày nghỉ để gia đình sắp xếp công việc. Hội nghị vận động thành.